2 và 3. Kiếm 2, 3 nằm ở đâu? À, nằm ở một đáp án số 2 mà thôi. Bốn đáp án số 2 cho đến dữ liệu, bốn số 3 cho đến dữ liệu. Đúng không? Thì cái gì thấy câu hỏi dễ không? Đề thi điểm báo chính ra rất dễ hơn đề thi luật á. Tại vì cho đề thi điểm báo câu hỏi chính là đáp án luôn. Đúng không? Ở đây nó nhắc mình chính đường hẹn rồi mình đi kiếm cái quyền đường hẹn mình chọn thôi. Quay câu hỏi là chính là đáp án thôi. Đúng không? Còn đề thi luật thì nó bị mở ra nó coi như vậy nằm trong cái mẹo nào câu dài câu ngắn rồi chữ mình sao sao đúng không? Chứ còn đề thi điểm báo nó mở ra câu hỏi chính là đáp án luôn. Vấn đề là ta có nhìn ra được nó hay không thôi. Câu 260 kiểu nào có điều giao nhau với đường câu ô tiên thì lấy kiến thức kiểu gì giao nhau là dưới chỉ còn đường câu ô tiên cuối cùng rồi thì tất cả gì đây à. Còn nãy thầy dặn rồi chữ yếu tam giác nền vàng thì đỏ của tên đen đó ông nhà nước kiểu đây là hướng dương cái đường lớn cho các nhỏ mà đường lớn so đường nhỏ nó gọi đây là đường ô tiên à. Hiện ta có điểm đường chữ đường ô tiên bây giờ đó mình có điểm đường chữ đường ô tiên rồi thì phải có điểm đường câu ô tiên rất là tại không đường ô tiên này thì ông nhà nước kẹp tiếp ông kẹp tiếp tam giác rồi đường lớn xuống đó để nhỏ đường như đường nhỏ đấy mà ta giác độ lên đường như đường lớn mà đường nhỏ so đường lớn thì không đường ưu tiên đi trước và biểu này tên gọi là đường không ưu tiên đúng không à rồi giờ so sánh nha đường ưu tiên so sánh đây đường ưu tiên là đường so sánh với lại đường không ưu tiên và cái chiều của tên này và cái đường không ưu tiên và cái đường so sánh ngược lại cái đường ưu tiên và cái chiều của tên này và cái mối quan hệ so sánh hai chiều giữa hai biểu giao nhau á cái mối quan hệ nó gọi là giao nhau đúng không bây giờ cái gì đọc ghép từ này để làm câu trả lời nha đường ưu tiên thì sao giao nhau với đường không ưu tiên rồi đọc cái tiếp nha đường không ưu tiên thì sao giao nhau với đường ưu tiên thì bằng chiều như thế này như là trước cái lần thì chỉ có hai cái điểm giao cắt với nhau thôi chứ chẳng ai giao nó bây giờ cả đúng không còn cái điểm số 3 điểm chỉ dẫn tốc độ